Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã tuyên bố sẽ tăng số tiền thưởng và tiền hỗ trợ cho các đội tuyển nữ tham dự World Cup nữ 2023. Theo đó, khoản tiền hỗ trợ 32 đội lên đến 31 triệu đô la Mỹ, tăng gấp 2,5 lần so với số tiền 12 triệu đô la Mỹ do FIFA chi tại World Cup nữ 2019. Cùng với 31 đội tuyển khác, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được nhận khoản tiền 960.000 đô la Mỹ, khoảng gần 22,5 tỷ đồng. FIFA sẽ giải ngân thành nhiều đợt, phục vụ từng giai đoạn tập huấn của đội tuyển nữ Việt Nam. Trước World Cup nữ 2023 diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung dự kiến sẽ có 3 chuyến tập huấn nước ngoài gồm Nhật Bản, Đức và New Zealand, địa điểm thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023. Khoản tiền mà FIFA hỗ trợ sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất về điều kiện tập luyện, trang thiết bị, chế độ dinh dưỡng. Kế hoạch chuẩn bị cho World Cup nữ 2023 được VFF và ban huấn luyện xây dựng chi tiết với lộ trình rõ ràng. FIFA cũng rất quan tâm, ủng hộ đội tuyển nữ Việt Nam. Việc đội tuyển nữ Việt Nam chạm trán đội Mỹ đương kim vô địch thế giới và đội Hà Lan đương kim Á quân thế giới sẽ là những trải nghiệm quý giá, vinh dự tại World Cup. Trước World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam còn phải chinh phục nhiều giải đấu quan trọng khác nữa, trong đó có SEA Games 32 vào tháng 5, mục tiêu bảo vệ tấm HCV, vòng loại Olympic Paris 2024, mục tiêu vào càng sâu càng tốt. Thử thách đầu tiên của huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò là vòng loại thứ nhất Olympic diễn ra tại Nepal. Ngày 2 tháng 4, đội sẽ di chuyển sang Nepal, còn đội trưởng Huỳnh Như sẽ bay thẳng từ Bồ Đào Nha đến địa điểm tổ chức vòng loại thứ nhất Olympic. Cô đã được câu lạc bộ Lang đồng ý cho hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu hai trận gặp đội chủ nhà Nepal ngày 5 tháng 4 lượt đi và ngày 8 tháng 4 lượt về, đều vào 19 giờ 15 giờ Việt Nam. Ngày 9 tháng 4, Huỳnh Như trở lại Bồ Đào Nha. Băng đội trưởng sẽ được thì trang trao lại cho Huỳnh Như. Huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ: "Tôi rất mừng khi Huỳnh Như được câu lạc bộ chủ quản tạo điều kiện. Có Huỳnh Như, hàng tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hiệu quả hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi tin tưởng Huỳnh Như sẽ tiếp tục giữ vững được phong độ cao và tỏa sáng không chỉ vòng loại thứ nhất Olympic." Về sự chuẩn bị cho vòng loại này, đội đã có 2 tuần tập huấn tại Cẩm Phả, Quảng Ninh và thể lực đã cải thiện đáng kể. Điều này đã được thể hiện rõ trong 2 trận giao hữu gặp đội Nam U15 Phù Đồng và đội cựu tuyển thủ Nam. Đội còn một trận giao hữu nữa gặp đội Nam Thanh niên Hà Nội ngày 1 tháng 4. Sở dĩ tôi chọn đối tượng cọ sát là các đội nam vì khi được đối đầu với những cầu thủ có thể lực, sức mạnh, tốc độ, đội nữ sẽ học hỏi được nhiều bài học. Nhiều điểm yếu cũng đã bộc lộ, như hàng thủ còn có vấn đề về bọc lót, sự kết hợp trong chống phản công, hàng tiền vệ còn chưa có sự kết dính giữa tiền vệ phòng ngự với hậu vệ, chưa có nhiều đường truyền tốt cho hàng công. Ở trận gặp đội Thanh niên Hà Nội, tôi sẽ bố trí đội hình chính và hy vọng những khiếm khuyết sẽ được chỉnh sửa. Sau đó sẽ gút lại danh sách đi Nepal. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tốt, hết mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam.